ơi, muốn độc chiếm tình cảm của con trai tôi hết hả? Đâu có dễ. Nè cô bé, từ từ tôi sẽ làm cho sáng mắt ra nghe chưa. Mẹ! Trời ơi, hết hồn à. Gì đây? Mẹ mới gọi cho Đan Thanh hả? Chứ gì nữa. Mẹ đó nghe, mẹ con đó nghe, mà mẹ phải hạ mình xuống, mẹ nói đàng hoàng tử tế với nó đó. Dạ con biết rồi. Ừ, liệu hồn sao á? Con cảm ơn mẹ. Xạo quá đi. Liệu á nghe, mà lấy vợ về á, rồi sống đàng hoàng tử tế với mẹ, chứ đừng có cái kiểu mà yêu thương vợ rồi cho mẹ ra rìa, nghe không? Trời ơi, nhìn mặt vậy mà đi lấy vợ kìa. Trời ơi, sắp làm bố làm chồng người ta rồi đó nghe. Chỉnh chỉnh. Nè mẹ nhớ á, ngày nào ha còn nhỏ xíu xíu ở trường đi tắm mưa. Trời ơi, lâu rồi mà nói hoài. Thì rồi sao, lúc đó mẹ đi đâu cũng đù theo mẹ hết. Mỗi lần mà mẹ đi chợ á nghe, trời ơi thằng Tôm nó cứ chạy thấy mẹ ơi mẹ cho con đi, mẹ nhỏ nheo cái gì đâu, mẹ giờ chưa đàn ông dữ vậy ta. Vậy thì mốt á, cháu nội á đi chợ với mẹ luôn, được không? Mẹ chịu không? Nó phải ngoan tao mới cho đi ạ. Đi chàng con luôn. Ừ. À, dạ thưa chị. Dạ thực sự là phải nói cho chị biết là mong chị thông cảm. Là tại vì bà nhà tôi sau khi mà hay tin là con gái tôi mà nó bị lỡ đó chị, nó lỡ. Nên bà bị tụt mút, à quên, tụt huyết áp. Bà buồn cả đêm, bà ngủ không được chị. Thành ra sáng ra đó, thằng Thanh nó phải chở bà đi bệnh viện. Khổ thiệt là khổ. Ủa bác, bệnh viện nào vậy bác, để con đi tới thăm. Thủ phạm là cậu đó. Cậu tới đó làm gì? Tới đó để mất công rồi bà đứt mạch máu não, rồi bà đột tử luôn hay sao? Có phải vậy không chị? Ừ thì con dạy cái mang. Ờ, nhưng mà đến nước này rồi á, mà để chị nhà phải đi cấp cứu như vậy cũng đáng lo lắng đó. Vậy lo quá chứ. Nhưng mà thật ra thì con trai của tôi nó cũng có thành ý đó anh à. Thôi thì tôi nghĩ ngày mai đi, có mẹ con của cháu Thanh á, rồi tôi mời cả nhà qua nhà tôi ăn một bữa cơm, để mình nói chuyện với nhau cho nó rõ ràng hơn, đầy đủ mặt thì nó dễ nói chuyện hơn với nhau anh ha. Ừ, tôi thấy ý kiến chị hay đó. Vậy đi cho nó tiện, với lại mình khỏi ai bị bỏ sót ý kiến. Có phải vậy không chị? Ừ, vậy đi. Tôi cũng có chút việc, mà ông nhà tôi đi công tác rồi, cho nên tôi phải về lo việc nhà nữa. Không tiện ở đây đâu, xin phép nha. Bà biết vậy mà bà để cho má con nói chuyện với bà đi. Ông ngộ ghê, bởi ba mày không biết sao hả? Sao? Chuyện gì khó mà để qua cho mẹ à? Gặp tôi cũng đâu có chưa có từng ngồi xuôi, sao tôi biết gì tôi nói? Biết đâu tôi gặp bà tôi cũng sợ giống như ông vậy đó. Ừ, nói chuyện với bà cái khô cổ họng nè, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, y chang như ông rồi sao? Bà... Thôi mệt quá, thôi bây giờ không ai nói, ba mẹ không ai nói hết rồi. Ở vậy đi, khỏi lấy chồng nữa. Đâu có được con. Vậy? Rồi, phải làm đám cưới đàng hoàng. Ừ. Cưới xong muốn bỏ thì bỏ. Hả? Hiểu không? Chứ bây giờ con mà không lấy chồng nữa hả? Để cái bụng vậy là đi ra đường người ta sẽ đánh giá mình, nói là đồ thứ con gái chưa chồng mà bị vậy, không được. Ừ, đúng rồi. Mệt quá chứ giờ sao đây? Thôi, con đi ra quán anh hai á. Vì khổ ghê. Thôi con gái giống như mắm treo đầu giường. Ủa, mắm treo đầu vàng. Chưa tới nữa trời. Wow. Sao mà tôi hồi hộp quá vậy trời. Trời ơi trời. Sao giờ này chưa tới nữa mẹ? Ừ mẹ. Trời đất ơi, con đi chợ con chuẩn bị từ hồi sớm tới bây giờ mà. Kỳ ghê vậy đó, tới giờ này cũng chưa tới. Cái thằng Thơm này đâu rồi? À, không. Hả? Con, tới chưa? Dạ, tới chưa. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi nội. Dạ, chắc cũng chưa? Đang trên đường tới nội. Đang trên đường gì? Con bóc điện thoại lên gọi cho nó nha mẹ. Đừng có nói là nó say xỉn rồi ngủ quên nghe, giống như lần trước nghe. Thì có chuyện đó mẹ. Con nói sao vậy? Còn có chuyện đó xảy ra nữa hả? Tới chưa con, tới chưa. Dạ, nội bình tĩnh đi nội. Chắc là đang trên đường tới rồi.
tiếng xe kìa. Trời ơi, leo cây. Phải tiếng xe không? Phải tiếng xe không? Dạ 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 dạ. Ôi, nói. Hả? Trời mẹ ơi, phải danh giá lên. Danh giá lên. Nói. Quyền quy lên. Rồi, mở cửa. Phải danh giá, phải thật ra tại vì mẹ nôn có chắc quá. Thật ra là mẹ không biết rồi. Dạ. Dạ, con mời mời cô, mời chú. Dạ, xin chào chị. Dạ, chào chị. Dạ, dạ, chào bác. Dạ, chào chị. Dạ, con chào bạn, chào cô. Mời cả nhà, mời cả nhà. Dạ, mời cô chú ngồi. Dạ. Dạ, xin phép cho chúng tôi có chút ít quà gửi gia đình. Dạ. Ý, cái gì vậy? Dạ. Nhưng mà nó nghe nhà tôi không có thiếu cái gì hết trơn, anh chị khách sáo quá à. Dạ, không, cái này là... giao hổ quên nhưng ngoại giao, ngoại giao phải có. Chị xui phải. Dạ dạ. Tôi kêu là cháu xui. Dạ. Dạ. Có cái miệng cười dễ thương quá. Dạ. Hèn chi là cái trời ơi, cháu dâu tôi mặt có duyên. Trời, con cũng nói thiệt nghe, lần đầu tiên mà con gặp bác con cũng thấy bác đẹp ghê luôn á, đẹp lão á. Mà lần đầu tiên gặp bác khen con thích lắm luôn á. Mới nãy bước vô tưởng đâu rước cô dâu mới vô. Nôn nó cưới quá đó. Dạ. Con ngồi đi, hai đứa ngồi sao đứng vậy mẹ. Dạ, dạ, tụi con đứng được rồi bà. Bác ơi bác, để cho tụi nhỏ nó đứng phải phép bác ạ. Tội nghiệp. Trời ơi, tội nghiệp quá. Không sao rồi. Mình ơi, có khách tới mình ơi. Ok rồi. Ba. Xin phép chạy. Đứt đầu đó. Lòng lá. Hết lát lâu rồi. Trời ơi. Mẹ nhớ gặp rồi hả? Có gặp mà hồi đó nó đen thui chứ đâu có trắng kéo. Sao nay trắng kéo vậy? Rồi làm gì mà gọi điện thoại giật ngược giật xui tôi vậy? Đang bận công chuyện á mà cũng phải ráng chạy ra đây nè. Ủa? Rồi chưa báo cho chị biết việc gì hết hả? Rồi có nói gì chị đâu? Thật ra á là nội bỏ quên điện thoại trong máy giặt. Mà giờ á nội cần cái điện thoại, gọi điện về quê gấp, báo cho bà con biết là anh Tâm cứu vợ. Trời ơi, tưởng gì? Mày đặt gọi báo cho bà con đám cưới là biết làm gì không cô nè? Để chạy cái này nè ha. Đó. Làm như nở mày nở mặt lắm vậy, gọi khoe thôi cho bà con. Thôi nhưng mà em thấy nội cũng vui mà chị. Vui cái gì? Nói chung bây giờ tiền bạc chị lo đủ thứ hết trơn á. Rồi tối nay này chị còn đi sinh nhật của bạn nữa. Rồi mua váy mới, mua giỏ sách nữa. Tùm lum hết á. Gì kỳ vậy? Em và em còn cho nội được 1 triệu. Chị là trưởng phòng mà 2 triệu cũng không cho nội được hả? Thôi nín, bớt cái mỏ đi nha. Đang quán cà phê đó. Vậy la chị lớn có đồ không? La lớn anh. Vậy chị không đưa là em la lớn á. Được, từ từ, đưa nè. Trời ơi. Bao nhiêu đó? 3 triệu đúng không? Hay. Rồi mua điện thoại cho nội đi nghe không? Rồi. Cảm ơn chị hai. Em chỉ lấy đủ số tiền. Chị hứa em làm đồng minh với mẹ đó. Nhớ chứ điện thoại nữa không có hư. Ủa vậy là mày lừa tao hả? Ê bye, nè nè, dạ không. Trời đất ơi, thì mày hẹn tao ra đây mày lừa tiền tao hả? Không, mày đứng lại chứ con quỷ. Chào em. Anh có thể làm phiền một chút được không? Em đang bận. Nhưng mà không sao. Em mời anh ngồi. Anh ngồi nha. Dạ. Em có biết là trông em đẹp lắm không? Bước vào quán á là anh chỉ thấy em thôi. Cái quán này như bừng sáng lên, ai cũng nhìn hết. Anh cũng vậy. Dạ. Em cảm ơn anh. Chị, với thân hình đẹp như vậy thì em nghĩ sao về một khu căn hộ chuẩn 5 sao ven biển để ngắm bình minh hoặc là đi dạo chơi cùng người yêu để ngắm hoàng hôn? Em thấy tuyệt vời không? Dạ, em thấy tuyệt lắm luôn á. Tuyệt? Dạ. Anh tên là Hưng. Dạ, em tên là Dạ Lan. Anh là nhân viên tư vấn cho dự án The Sun and the Sea, tiếng Việt là mặt trời trên biển. Khoan, sale bất động sản. Anh thấy em rất tiềm năng cho dự án mới này bên anh. Không biết thì em có một chút hứng thú gì không hả?
ơn nha. Tiền mua đồ còn không đủ nữa. Không có hứng. Trời ơi. Em ơi, dự án bên anh còn à. Sale nhiều lắm em ơi. Em là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nữa yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.